Chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm mứt mẩn cầu dẻo. Bây giờ mời các bạn cùng xem nha. Để làm mứt mãng cầu nè các bạn, mình ở đây mình đã đi chợ và mua một trái mãng cầu này là 1,2 kg ha, thì mình mua là 27.000 đó các bạn, trái mãng cầu chín đó. Mình ấn tay vào mình thấy nó mềm ha, nó mềm mềm và cái gai này nó cũng thưa nữa nè, thì là mãng cầu nó đã già và chín ha. Đây là 1,2 kg nè, mình cũng sẽ chuẩn bị là 6 lạng đường và một nắm lá dứa. Bây giờ mình sẽ rửa sạch vỏ trái mãng cầu rồi mình sẽ lột vỏ ra ha. Bây giờ mãng cầu mình đã lột vỏ xong rồi nè các bạn. Giờ mình kiểm tra cái còn phần hột nào thì mình sẽ lấy nấu hết ra. Giờ mình sẽ cho đường vào. Như thế này cho nó thấm đều đường, mình để khoảng 2 tiếng cho đường nó ra nước rồi mình xơ. Mình đã cho đường vào ngâm rồi, mình sẽ bọc và sẽ cho vào ngăn mát của tủ lạnh để khoảng 1 đến 2 tiếng nha các bạn. Làm như thế này thì nó thấm đường. Còn như hồi xưa má mình chỉ á, là trộn đường vô rồi bắt lên bếp sên luôn là đường nó cũng tự ra, nó cũng tự ngấm vô à. Nhưng mà giờ mình làm theo cách này ha. Giờ mình sẽ cho lá dứa vào nha các bạn. Lá dứa mình xé như thế này nè, nó mới thơm. Nó sẽ thơm hơn là mình cắt. Mình làm là hoàn toàn tự nhiên luôn đó các bạn. Đường với lá dứa thôi, mình không có cho thêm bất cứ cái gì khác ha. Giờ nó đã cạn hết nước rồi nè các bạn. Bây giờ nếu mà mình muốn ăn dẻo á thì mình chỉ để như thế này cho nguội rồi mình trút vô cái hũ rồi mình để dành ăn dẻo thôi. Còn nếu mình muốn ráo khô hơn nữa thì giờ đem ra phơi ha. Bây giờ nhà mình thì có chỗ phơi nên mình sẽ đem ra mình phơi. Bây giờ mình sẽ trút ra phơi nha các bạn. Cái mâm của mình đã sạch rồi đó. Mãng cầu mình đã phơi được 3 tiếng đồng hồ rồi nè các bạn.
Rồi các bạn nhìn xem ha, nó đã rất là ráo lên đấy. Ráo lắm luôn á, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ mang vào và mình gói. Bây giờ mình sẽ lấy bịch ni lông cuộn mà đựng thực phẩm này các bạn mình mua ở trong siêu thị á. Bây giờ mình sẽ cắt ra và gói mứt lại ha. Đó, cái này thì mình sẽ cắt là theo cái cỡ này. Có 10 xăng đổi lại là được. Nó sắp đôi á, hai bên luôn. Bây giờ mình đã có nè các bạn, đó mình sẽ lấy ra đó, rồi mình đẽo rồi đó. Bây giờ mình sẽ gói mứt lại, mứt mình phơi á, giờ nó rất là ráo các bạn, đó. Thì giờ mình sẽ dứt cái lá dứa này nè, mình để qua một bên. Rồi giờ mình sẽ cho vào đây, mình sẽ cho vào như thế này. Mình quấn lại. Rồi mình sẽ xoắn hai đầu như thế này lại ha. Rồi mình lăn lăn cái tay mình vậy nè, cho cái mẫn cầu nó đều ra. Đó. Còn cái cuối cùng á các bạn, giờ mình đã gói xong rồi. Mấy cái này mình nó dài nè các bạn, mình sẽ cắt hết, ngắn lại luôn cho nó đẹp. Món mứt mẫn cầu mình làm đã hoàn thành rồi nè các bạn. Đó, mình đã quấn lại. Thì cái bịch ni lông của mình là bịch thực phẩm nên gói nó sẽ không có đẹp bằng cái loại ni lông kiến kia ha. Nhưng mà mình không mua được cái bọc ni lông kiến nên mình đã lấy bọc thực phẩm. Bọc này thì cũng rất là an toàn cho sức khỏe luôn á các bạn. Rất là ngon. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn. Mình mời các bạn nha. Nè, mình ăn thì mình sẽ mở ra như thế này. Đó, lột ra, nó không có dính luôn á các bạn. Đó, nó không có dính, nó để mình phơi khô ráo là nó không có bị dính ni lông luôn nha. Mời các bạn nha. Ngon lắm các bạn, chua chua ngọt ngọt. Ngọt rất là thanh ngon luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Chúc các bạn thành công món mứt mãng cầu nha. Xin chào và hẹn gặp lại.